Sáng nay ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Công an tỉnh. Thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp của hoàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, việc tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Các trường hợp khởi tố vụ án, không khởi tố vụ án đều có căn cứ pháp luật, không có trường hợp nào bị viện kiểm sát nhân dân hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc không khởi tố, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm thực hiện các kiến nghị về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết số 124 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực. Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra trên 11.000 lượt cơ sở, kiến nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp khắc phục trên 9.000 lượt cơ sở, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị công an tỉnh làm rõ thêm một số nội dung như tình trạng nhóm đối tượng có hành vi mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho công an xã đáp ứng yêu cầu trong công tác điều tra. Đại diện đơn vị được giám sát đã giải trình làm rõ những nội dung yêu cầu, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giả soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành để phù hợp với quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm kết luận buổi giám sát đại diện đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự trách nhiệm nghiêm túc của công an tỉnh trong thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát của ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời tiếp thu các đề xuất kiến nghị và đề nghị đơn vị thường xuyên đôn đốc kiểm tra chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới